cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại Hưng Yên, dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan có tổng chiều dài hơn 29 km với số vốn gần 2.900 tỷ đồng. Dù là thời điểm kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên những công trường, các nhà thầu vẫn tích cực đẩy nhanh tiến độ của dự án. Đây là mũi thi công tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, do công ty cổ phần Lisem thực hiện trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Nhà thầu đã thuê ruộng để đắp đường vận chuyển máy móc thiết bị vào thi công, đồng thời tập trung nhân lực thi công 3 k 4 kiếp, vừa đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh. Trong dự án đường Tân Phúc Vọng Phan, công ty cổ phần Lisem đã trúng gói thầu với số vốn 845 tỷ đồng, với chiều dài trên 12 km, chiếm trên 40% giá trị công trình. Tôi là người ở địa phương điểm cuối của tuyến đường Tân Phúc Bóc Phan rất vinh dự được làm đường cho quê hương. Tôi và anh em công nhân sẽ cố gắng lỗ lực để hoàn thành trước hạn. Trong quá trình thi công thì công ty và bán đầu hành bổ trì tất cả anh em làm ba ca bồn kiếp, thì bận tiện chứ không bận lui. Nghe vật tứ vật liều thì ngay đáp ứng ngay đến 5 đến 6 nghìn khối gắt mỗi ngày kia phân bổ đã cho ba ba mũi thì cái công chỉnh cái phần đập nền để đẩy nhanh tiền đồ thì hy vọng chính quyền địa phương là đẩy nhanh cái giải phóng mặt bằng các khu mồ và khu dân cư thì hiện tại cái sản lượng cát thì bên nhà thầu đã làm đã về được khoảng 70 phần trăm lượng cát còn nền đường thì mặt bằng ban giá đến đầu thì nhà thầu đã triển khai đến đó với phương châm vượt nắng tăng mưa không kể ngày nghỉ ngày lễ công ty cổ phần Vina đã tập trung nguồn lực với gần 20 đầu máy và hàng chục kỹ sư công nhân thi công ngày đêm trên 4 mũi tuyến chính tại hai huyện Phù Cử và Ân Thi. Đồng thời, đã lên kế hoạch đủ nhân lực thi công 3K4 kíp, phân chia lịch cho công nhân lao động thi công trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại là nhà thầu Vina là đã tập trung nguồn lực thi công toàn bộ hết các hạng mục đã có mặt bằng ở trên hai huyện là Phù Cử và Ân Thi. Tất cả thì đều là làm tăng ca buổi tối nữa ngoài ban ngày và hiện tại là ở dưới phù cư thì đơn vị đã thi công được phần đác đang thi công chờ và dỡ ra tải hạng mục phần nền đã thi công tương đối ổn định còn đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hạng mục các hạng mục ở trên ân thi mặc dù là đang trong dịp nghỉ lễ nhưng nhà nhà thầu vẫn bố trí nhân lực thi công đảm bảo tập trung đầy đủ các ngày lễ là không dừng nghỉ ngày nào hiện tại thì về các hạng mục thi công trên công trường thì nhà thầu đã thi công tương đối ổn định ở phần nền cố gắng là những hạng mục mà không phải chờ dỡ tải thì sẽ cố gắng là sẽ thi công phần mặt đường vào cuối năm nay. Các nhà thầu đều nỗ lực với phương châm mặt bằng tới đâu thi công tới đó. Các ngành liên quan đang phối hợp cùng chính quyền địa phương tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng liên quan tới đất thổ cư, đất nghĩa trang để tiếp tục bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tại Hưng Yên, dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan có tổng chiều dài hơn 29 km, với số vốn gần 2.900 tỷ đồng. Dù là thời điểm kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng trên những công trường, các nhà thầu vẫn tích cực để nhanh tiến độ của dự án. Hơn một năm thi công, siêu dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã làm xong nền móng và đang thảm nhựa những km đầu tiên đoạn qua huyện Sóc Sơn. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội được khởi công vào tháng 6 năm 2023. Sau hơn một năm thi công, đến nay đường đô thị song hành của dự án đoạn qua địa phận Hà Nội cơ bản đã làm xong phần nền móng một số đoạn được thảm nhựa. Đường vành đai 4 có chiều dài 112,8 km, đi qua 3 tỉnh thành gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên với tổng mức đầu tư 86.000 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2022, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Đường vành đai 4 đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội dài khoảng 58,2 km, thuộc địa bàn 7 quận huyện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội dự kiến tuyến đường đô thị song hành của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2025. Việc thảm các lớp bê tông nhựa đường đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án đường đô thị song hành của vành đai 4 vùng thủ đô. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết với dự án đường vành đai 4, các địa phương của thủ đô đã giải phóng mặt bằng được 779 ha đạt 97,65%, còn lại hơn 18 ha các quận huyện dự kiến hoàn thành công tác thu hồi đất, bổ sung và bàn giao trước 30 tháng 9 năm nay. Trong cuộc họp gần đây, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu các địa phương cố gắng chậm nhất tháng 11 năm 2024 hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao để nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn của dự án đường vành đai 4. Từ khi khởi công dự án, dù trong dịp nghỉ lễ Tết, trên công trường đường vành đai 4, lực lượng công nhân phương tiện luôn hối hả thi công để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Ngay trong những ngày nghỉ lễ công trường dự án cao tốc Bắc Nam vẫn hoạt động hết công suất. Tại đây các công nhân không ngừng làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án, bất chấp địa hình phức tạp và thời tiết không thuận lợi. Với quyết tâm vượt nắng tăng mưa, các đơn vị thi công đã nỗ lực vượt qua kế hoạch đề ra. Dự án cao tốc Bắc Nam, đặc biệt là đoạn bãi Vọt Hàm Nghi do tổng công ty 379 thi công, hiện đang duy trì 100 phương tiện máy móc và hơn 200 công nhân Mặc dù là dịp lễ, các kỹ sư và công nhân vẫn bám sát công trường, tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ, thời tiết miền Trung đang bước vào mùa mưa, do đó các nhà thầu và công nhân quyết tâm làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Đối với tuyến cao tốc Hàm Nghi Vũng Án, dài 54,2 km, tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng, các nhà thầu đang tập trung hoàn thành việc đắp đất nền đường trước ngày 15 tháng 9. Dự án hiện đã đạt trên 55% tiến độ, vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến tuyến cao tốc Bắc Nam qua Hà Tĩnh sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025 và chính thức khai thác từ năm 2026. Tuy nhiên, với tiến độ hiện tại, Thủ tướng và Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư để nhanh thi công để dự án có thể được khai thác trước dịp 30 tháng 4 năm 2025. Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, Sân bay Long Thành cho biết, trong đợt nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, trên công trường dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, việc thi công các gói thầu vẫn được duy trì xuyên suốt để bảo đảm tiến độ đề ra. Hiện nay trên đại công trường, dự án sân bay Long Thành có hàng trăm mũi thi công với hơn 6.000 nhân sự và 2.200 thiết bị thi công. Các gói thầu đang triển khai trên công trường đến nay đều được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, giám sát nghiệm thu theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu. Gói thầu số 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách được xem là trái tim sân bay Long Thành được khởi công ngày 31 tháng 8 năm 2023, dự kiến hoàn thành quý tư năm 2026. Đến nay, nhà ga hành khách đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn 3 lầu và đang thi công lầu 4. Chủ đầu tư các đơn vị thi công giám sát phân đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục nhà ga hành khách trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. Ở gói thầu thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đường băng số 1 sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành vào dịp 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài ra các gói thầu khác như đường kết nối T1 T2 tiến độ bảo đảm kế hoạch đề ra.